bạn đã bao giờ luyện tập tiếng Anh với phần mềm Speaking Bell chưa? Nào, chúng ta sẽ cùng luyện tập nhé! Với phần mềm Speaking Bell, chúng ta có rất nhiều chủ đề để lựa chọn. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài học về Everyday. Và bài học đầu tiên mang tên là thành lập một ban nhạc, starting a band. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn clip. Hey, I'm trying to start a band. Are you interested? Sure, I play guitar. Is this your first time joining a band? Yes, but I've always wanted to be a rock star. How often do you play? Every day after school. Wow, we need someone like you. Ah, finally somebody needs me. Và bây giờ chúng ta cùng nhau luyện tập nhé. Hi, I'm trying to start a band. Are you interested? Sure, I play the guitar. Wow, vẫn có thể xem được kết quả chi tiết luôn nè. Với kết quả này, màu đen tức là chữ này tôi phát âm tốt, màu xanh tức là chữ này chấp nhận được, và màu đỏ là chữ này tôi cần luyện tập thêm. Với bài học này, tôi đã biết thêm được một từ mới, đó là interested. Chữ này được gạch dưới và khi bấm vào tôi có thể hiểu được nghĩa của nó là gì. Thì ra, nghĩa của nó có nghĩa là want to know about something. Hay quá phải không các bạn? À, tôi có thể nghe lại giọng của người bản ngữ nè. Sure, I play guitar. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau luyện tập lại nhé. Sure, I play the guitar. Các bạn thấy không, chỉ trong vài phút mà tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều với phần mềm Speaking Bell. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng tôi cài đặt phần mềm Speaking Bell để cùng nhau luyện tập tiếng Anh hàng ngày nhé. Chúc các bạn thành công. Goodbye.